Bộ Y tế quản lý. Về cơ cấu tổ chức ha, thì cũng như Bộ Y tế, Sở Y tế chỉ có một giám đốc nha. Sở Y tế có một giám đốc và có thể có nhiều cái phó giám đốc tùy ha, có thể là có hai, có thể có ba. Và cái giám đốc thì chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, trước pháp luật, vân vân. Và ai sẽ là người đề bạt giám đốc đây ha, thì mình hay nói là phó giám đốc là người giúp việc cho giám đốc, do đó phó giám đốc chịu trách nhiệm trước giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công. Và ai sẽ là người bổ nhiệm cũng như bãi miễn giám đốc, phó giám đốc Sở Y tế, đó chính là chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hay là thành phố nha. Thí dụ thành phố Hồ Chí Minh thì chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ quyết định bổ nhiệm giám đốc Sở Y tế và bãi nhiệm giám đốc Sở Y tế, kể cả phó giám đốc. Rồi ở sở thì có các cái phòng chức năng sau đây ha, nhiều phòng ha, chẳng hạn như là phòng kế hoạch tổng hợp, phòng nghiệp vụ y, quản lý dược, rồi phòng tổ chức nhân sự, phòng hành chánh. Và đặc biệt có một cái phòng ở sở y tế mà chúng ta thấy họ hay là đi kiểm tra lại, thí dụ như có một cái người bệnh họ trở nặng hay thậm chí họ tử vong mà họ không có thấy là cái nguyên nhân nó rõ ràng, hoặc là họ thấy người thân nhân của họ chết mà nó có thể là họ thấy là không có được chăm sóc chu đáo, không có được chẩn đoán chính xác, vân vân, thì họ có thể là khiếu nại, khiếu tố đưa lên sở y tế. Thì cái phòng thanh tra y tế sẽ là phòng tiếp nhận và điều tra, cũng như là thông báo cái kết quả thanh tra đến cái người mà khiếu nại, khiếu tố. Rồi ở sở y tế có các đơn vị trực thuộc trung ương. Đây các bạn thấy về khám chữa bệnh thì cái mà mình thấy dễ thấy nhất đó là các cái bệnh viện đa khoa. Ví dụ thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có nhiều bệnh viện đa khoa, rồi bệnh viện chuyên khoa rồi các cái bệnh viện khu vực hoặc là bệnh viện đa tuyến huyện, tuyến quận nha. Chẳng hạn như là bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh viện An Bình ha. Rồi đó là những cái bệnh đa khoa. Thì bệnh viện chuyên khoa mũi họng răng hàm mặt, bệnh viện chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện bệnh viện Hùng Vương, phải không? Rồi bệnh viện tuyến quận thì mình có quận nhất, quận 2, quận 2 bây giờ sáp nhập vô Thủ Đức rồi ha. Quận nhất, quận 3, quận 7, quận 10, quận 11. Rồi huyện thì có huyện Hóc Môn, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ, vân vân, phải không? Thì đó là trực thuộc sở y tế hay những bệnh viện này trực thuộc sở y tế. Thì đương nhiên các bạn cũng sẽ thấy bệnh viện hạng 1, bệnh viện hạng 2, bệnh viện hạng 3, và đa số bệnh viện mà đa khoa cũng như chuyên khoa của thành phố Hồ Chí Minh hầu như là bệnh viện hạng 1. Thí dụ bệnh viện Hùng Vương là bệnh viện hạng 1, phải không? Rồi bệnh viện Phạm Ngọc Thạch cũng là bệnh viện hạng 1, phải không? Còn các cái bệnh viện tuyến huyện thì chỉ có bệnh viện quận Thủ Đức là hạng 1, còn các bệnh viện khác là hạng 2 hoặc hạng 3 nha. Mà muốn được hạng 2 họ phải có một số cái chuyên khoa của cái bệnh viện đó, còn không thì họ sẽ là hạng 3. Mà nếu mà bệnh viện tuyến quận huyện mà hạng 3 thì phải được sáp nhập với trung tâm y tế quận huyện. Rồi những cái cơ sở chuyên môn khác trực thuộc y tế, thí dụ như dự phòng và truyền thông thì nãy cô vừa nhắc là trung tâm kiểm soát bệnh
tật. Thì trong đây có trung tâm y tế dự phòng, có trung tâm phòng chống HIV/AIDS, có cái trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe mà tiền thân của nó là T4G ở kế sở y tế. Hay hoặc là trung tâm dinh dưỡng các bạn biết ở Phú Nhuận, rồi trung tâm sức khỏe sinh sản ở kế khách sạn Phú Thọ ở quận 11. Thì nói như vậy để về những chỗ này là tập hợp về đây, thì cơ quan mà trung tâm của họ thì về cái CDC, nhưng cái hoạt động của họ ở những cái địa điểm cũ thì nhiều khi cô thấy cũng vẫn còn. Thí dụ cô hay đi ngang cái trung tâm sức khỏe sinh sản mà ở đường Bét thì cô thấy chăm sóc sức khỏe sinh sản trực thuộc cái CDC. Rồi một số cái trung tâm trực thuộc sở y tế thì có các cái trung tâm kiểm nghiệm, kiểm định thuốc, mỹ phẩm. Rồi các cái trung tâm pháp y, các cái trung tâm giám định pháp y. Ví dụ như trung tâm giám định về những ADN này kia của những người mà bị chết cháy hoặc là những người bị chết đuối thì thường người ta thấy là nó đặt ở cái bây giờ cũng còn ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương ở đường Trần Phú, hoặc là trung tâm giám định tâm thần ở ở gần bệnh viện tâm thần ở đường Võ Văn Kiệt ha. Rồi cái cơ quan chuyên môn nữa là trực thuộc sở y tế, đó là các cái trường y tế. Như nãy cô nói, các cái trường y tế mà trực thuộc sở y tế thì thường là những cái trường cao đẳng, những cái trường trung cấp, hoặc là những cái trường dạy nghề về y tế, chứ không phải là những cái trường đại học. Rồi bây giờ đến cái tuyến quận, huyện, thị xã. Không, thì tuyến quận, huyện, thị xã